Xin chào tất cả mọi người nhé. Đây là cái quạt làm mát dầu thủy lực của bên mình. Quạt này thì đang có hai quạt, là quạt kép, có loại quạt đơn. Đây, hai quạt. Điện sử dụng là 220 điện. Phát điện đối điện 220. Thì cái này mình có thể kết hợp với công tắc nguồn, hoặc khi nào bật bơm thì là quạt hoạt động. Đây là bộ bơm dầu thủy lực của bên mình, là sử dụng một van. Đây là động cơ, đây là bơm này là bơm cánh gạt này. Đây là đường hút dầu, hút dầu thùng dầu. Đây là đường vào van. Đấy, bộ phận này là bộ phận chỉnh áp suất. Đây là van. Đấy, đây là quạt làm mát. Thì quạt làm mát mình có thể đấu theo kiểu là dầu sẽ từ van trở về quạt làm mát, qua cả làm mát thì trở hồi về thùng dầu. Đây, đường đây là đường hồi. Hoặc là mình có thể đấu từ bơm vào van. Nhưng thông thường mình sẽ đấu từ van vào quạt làm mát, bởi vì là khi qua van thì tiết diện của van nó nhỏ, khi nóng dầu thì mình sẽ đấu từ van vào quạt làm mát rồi vào thùng dầu.